Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Video hôm nay mình xin trịnh trọng thông báo là mình sẽ vẽ nhân vật Auti trong phim Vua Hải Tặc One Piece cho các bạn xem nhé. Như các bạn đã biết thì đây là cô nàng khủng long cuồng em trai. Cô sẵn sàng thách thức bất cứ kẻ nào dám đụng đến đứa em trai Pet One của mình. Là một trong những Tobi Roppo của băng hải tặc Kaido Bách Thú, hay còn được gọi với cái tên khác đó là băng hải tặc của những chiếc sừng, và đương nhiên là Auti cũng không ngoại lệ. Về tính cách thì Auti là một cô nàng thô lỗ và nóng tính, không chịu thua một cuộc cãi vã bằng lời nói và thường xuyên đe dọa bạo lực đối với những người làm phiền cô. Nào bây giờ các bạn hãy cùng mình chuẩn bị một tách trà, chọn một chỗ ngồi thích hợp và thưởng thức video thật vui vẻ nhé. Go away.
Chia sẻ và đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực làm ra những video hay hơn nhé.